chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn bầu trời nhòa đầy mắt mộng mơ, sợ người yêu không khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui, một nàng tiên lớn làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đọa đầy, nằm xuống dưới trần gian, lòng người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Anh ơi, nàng tiên ơi, xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương trần thế, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai đưa mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên bối rối, tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa rơi. Em đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng. Trời gọi về thì tiên nữ về không, mỉm cười em nói tiên thích sương gian với chiều mưa thật nhiều. Một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương trần thế, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai đưa mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên bối rối, tiên còn đang giận trời và tiên về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa rơi. Em đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, lâu mà trời gọi về thì tiên nữ về không, mỉm cười em nói tiên thích sương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói tiên thích sương gian với chiều mưa. Cảm ơn ca sĩ Tố My, cảm ơn hai người chơi Hồ Quang Tùng và Tuấn Dũng. Xin mời Tố My về vị trí của mình ạ. Trong hai gương mặt này sẽ có một người nhận được số điểm cao hơn. Số điểm này đặc biệt ở chỗ là không chỉ đến từ ba anh chị đang ngồi ở vị trí quân sư, mà còn được trực tiếp 100 khán giả tại trường quay bình chọn.
Và giờ xin mời phần cho điểm ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Tuấn Dũng với Quang Tùng thân mến, nếu và nói về cái quá trình á, hai bạn khác nhau. Nhưng mà nếu và nói về chỉ tiết mục này thôi thì có sự khác biệt. Vì một bạn á, là quá trình rất là tốt, phong độ luôn giữ từ bài đầu tiên cho tới lúc này. Còn một bạn có thể là quá trình hơi khập khiễng một chút, nhưng bài này hát lại tốt. À, rất là phù hợp. Một cái tiết mục tam ca vừa rồi á, đúng là một cái tiết mục để thưởng thức. Việc nghĩ rằng cái số điểm của Việt dành cho hai bạn bằng nhau. Bây giờ còn lại ở khán giả và hai vị giám khảo này như thế nào? Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và qua phần chia sẻ vừa rồi, em thấy anh rất là thông minh, đặc biệt là cái phần đá banh đó. Đá cho hai người còn lại, rồi đá cho khán giả anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, bây giờ là phần công bố số điểm của hai chàng trai. Có số điểm là 35,6 điểm và 32,6 điểm, chênh nhau tới 3 điểm. Và chàng trai có số điểm cao hơn đồng nghĩa là người sẽ chiến thắng tại chủ đề Chuyện Của Mưa trong chương trình Người Hát Tình Ca và đem về cho mình phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Và ai trong số hai chàng trai này? Và bây giờ xin được chúc mừng người chiến thắng với chủ đề Chuyện Của Mưa. Đó là... đã nhận về cho mình 10 triệu đồng. Và bên cạnh đó, Quang Tùng cũng đã được giành được giải nhì rồi. Và qua rất là nhiều vòng mà bây giờ em đã vô tới đây rồi. Và xin mời các anh chị sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với hai người chơi. Mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sẽ trao cho giải nhất tuần, đó là bạn Tuấn Dũng. Sương trắng bay bay trên đồng lúa vàng, khăn cò chào lượn nắng mới khắp miền quê. Trâu dương dài nhịp nhàng cùng chim sáo, ruộng lúa reo vang sương mai bừng sáng. Nem chín ăn nhã quê thân mi miều, bánh chè chiều hà nghe ngóng kém gì ai. Em kín giá ngọt ngào mời anh xuống về mi thô lòng em. Chim sáo nào đưa duyên mai mối thuyền hoa dâng quê mình vui quá. Mãi trên người anh dần mệt.
già thêm hơi ấm khi chiều lên. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng thôi chờ mong tìm hồ cô gái bên cầu lo. Mà rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay quét phiêu du về thôn xóm để chung vui ngày mùa. Đường về thôn nguyện chân bên nhánh vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đầy đó. Xin được chúc mừng phần thể hiện rất tuyệt vời tam ca của ba chàng trai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để nghe các con tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được gửi lời chào đến ba chú nhân sư ở đây và các khán giả đang theo dõi trên truyền hình. Một lời chào thân thương và kính trọng nhất ạ. Quá chuyên nghiệp nha. Khoan khoan, hồi nãy con nói cái gì? Nhân sư hả hay quân sư? Dạ, nhân sư. Nhân quân sư con ơi. Nhân sư là nhân con sư mà là... mấy con mà ở trước cửa mà há miệng á con. Này là quân sư con. Dạ quân sư. Không sao ạ, chỉ là một chút lỗi về từ ngữ thôi. Tưởng con nói tổ chú giữ như sư tử chứ. Không có, hiền khô à. Quân sư. Lời đầu tiên cho phép con xin kính gửi lời chào đến ba vị quân sư và hai cô chú MC và tất cả mọi người đang xem chương trình Người Hát Tình Ca. Dạ vâng, con xin tự giới thiệu, con tên là Dương Khang Sĩ Luân và con đến từ Nghệ An ạ. Tên là Sĩ Luân đến từ Nghệ An, rồi con. Dạ, con xin chào ba chú quân sư và quý vị khán giả và hai chú MC. Một lời chào sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Đúng lắm con, chính xác rồi. Dạ, tiếp đi nào. À, chú Kiều Ngân có muốn phát biểu gì không? Ai biểu chú mặc vest làm chi, thì con kêu vậy là đúng rồi. Bây giờ thì xin mời ba chú quân sư trao điểm ạ, xin mời ạ. Và bây giờ thì xin được mời chú Vũ Quốc Việt hãy chia sẻ cảm nhận của chú như thế nào về ba chàng trai áo trắng này. Dạ. Cái bài hát vừa rồi là nó thuộc là làn điệu miền Tây Nam Bộ. Chú rất là khen ngợi bạn Sĩ Luân á, là vì con là người miền Trung Bắc Bộ mà con hát được cái bài này nó suông á, nó tròn trịa. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Dạ vâng, rất cảm ơn chú. Còn Vũ Phong và Quốc Dương á, là cái giọng hát á, ông trời ông cho là rất là ăn mic nha. Hát vô micro là nghe nó rất là có lực và bén lắm. Có nghĩa là người ta phải tập trung liền. Ví dụ mình có lơ đãng gì đâu, nghe hai con hát cái là phải nhìn liền. Đó là một cái mà gọi là trời phú cho chúng ta có cái giọng hát đó. Thì chú mong rằng tiết mục tiếp theo nữa ba tụi con sẽ tỏa sáng và chú sẽ đánh giá nhiều hơn và có số điểm cao hơn. Cảm ơn ba con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn anh Quốc Việt. Không biết là với ca sĩ Quốc Đại, một người anh, một người chú, một người thầy thì sẽ nhìn nhận về tiết mục này như thế nào đây ạ? Xin mời anh Quốc Đại. Hôm nay thì tiết mục này của ba đứa con thì đối với chú là vừa tròn Phong và Dương. Thì có một cái sự hừng hực, một cái sự hào sảng của người miền Nam. Thì ở Sĩ Luân chú thấy một cái sự hơi mềm mại một xíu. Chắc là con phải lo tập trung về cái phát âm nữa. Nên con hơi rụt rè và an toàn ở ca khúc này một xíu. Nhưng mà chú rất là thích chất giọng của con. Thôi với con cảm ơn chú đó. Nhắc một xíu khi mà mới vô câu đầu tiên, sương trắng bay bay. Bay bay chứ không phải là bay bay. Đôi khi là con cái về cái phát âm về vùng miền nó sẽ là khó với con. Con chỉ bị cái hai chữ bay bay đầu thôi. Chúc mừng ba đứa con có một tiết mục đối với chú là vừa tròn vừa đẹp. Cảm ơn chú Quốc Đại. Cái phần ca thì hai chú đã nhận xét rồi, thì chú sẽ nhận xét về cái phần trình diễn của các bạn ha. Trong ba bạn chú phát thấy là bạn Sĩ Luân là có cái sự thoải mái nhất định. Đúng nghĩa đó là tôi đang xúc động tinh thần của mọi người lên để mà cùng ra đồng và lao vào việc đồng án.
nghe bạn hát nó mở ra một cái mình cảm thấy là à, cái tinh thần đây rồi, mà mình tự nhiên mình cảm thấy là ừ, mình muốn lao xuống ruộng mình gặt lúa liền vậy đó. Phong và Dương thì về cái sự trình diễn với cái tinh thần của bài này thì theo chú Phát cảm nhận các con chưa có thoải mái lắm trong cái tinh thần thể hiện. Đúng nghĩa là các con là anh Sĩ Luân hát, các con là đi ra gặt lúa đó. Đúng là rất là ngầu, dạ, rất là lực điền. Không, mạnh mẽ không, đi ra gặt lúa vậy. Bên kia người ta hát, người ta thải lúa, đã thải thải, còn này ra gặt, gặt. Dạ. Gặt rồi gặt, đứng hát hoài. Con làm rất là tốt rồi, nhưng mà tinh thần nếu như là nó mềm mỏng hơn, nó thoải mái hơn chút xíu, cơ mặt nó giãn ra chút xíu thì chú nghĩ là cái bài này tuyệt vời. Ha, chúc mừng ba bạn. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe điểm của chú Đại dành cho ba con ha. Hồi nãy chú nói là tiết mục vừa rồi là các con làm vừa tròn, thì chú cho cả ba con 9 điểm. Cảm ơn chú. Rất là tuyệt vời đúng không? Cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Vào vòng trong thì các con sẽ cố gắng hơn ha, thể hiện tốt hơn. Vô vòng trong mình sẽ bứt phá hơn đúng không? Bây giờ 1, 2, 3 đồng ý quyết thắng nha. 1, 2, 3, quyết thắng! Ngày mẹ sinh ra con trên cuộc đời này, lời âu ơ dù còn ấm áp bên nôi, tình yêu thương bao la chất chứa trong con theo tháng ngày, thầm bên con sáng soi cho con tiếng cười, dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn, mẹ công lưng bốn ba vai gánh lo âu, giọt mồ hôi cha rơi để giữ cho con vui đến trường, con sẽ mãi không quên những ngày gian khó. Lời mẹ ru ấm áp bên con từng ngày, tiếng hát ru con một đời. Dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn, mẹ công lưng bốn ba với gánh lo âu, giọt mồ hôi cha rơi để giữ cho con vui đến trường, con sẽ mãi không quên những con muôn trùng, ngàn lời ru xưa như reo rắt bên tai, dù mai đây con đi đến những nơi xa nơi chân trời, lời ru xưa vẫn luôn bên con, dù mai đây con đi đến những nơi xa nơi xa.
một tiết mục đơn ca rất đẹp. Và đó là Candy Ngọc Hà. Không chỉ đẹp với phần thiết kế trên sân khấu, Candy Ngọc Hà xuất hiện còn đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ vậy đó. Và không biết là cái sự ngọt ngào vừa rồi, trong trẻo vừa rồi đến từ những ca từ, những giai điệu có đủ để làm siêu lòng các chú quân sư hay chưa? Để đem về cho Candy Ngọc Hà số điểm rất cao. Ngay bây giờ thì xin mời các chú quân sư hãy bắt đầu cho điểm thôi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của các chú quân sư dành cho Candy Ngọc Hà nè. Chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhận xét đến từ chú Quốc Đại ạ. Với ca khúc này, chú cảm nhận là đúng với lại cái sở trường và cũng như là nó rất hợp với giọng của con. Nên mà khi con hát, chú cảm thấy là con rất là thoải mái và mọi ca từ của con phát ra đều rất là tròn vành rõ chữ. Con xuống thấp cũng tốt và lên cao con cũng tốt. Và mọi thứ đối với chú nó tròn trịa, nó đông đầy. Nhưng chú lại có cái cảm giác là nó thiếu một cái xíu tình cảm để đưa chú tới một cái cảm giác cao hơn. Chú cần một cái phải wow nữa. Thì ở Candy Ngọc Hà thiếu một xíu về cái kỹ thuật thì không có gì mà chê hết. Đối với chú là chú cần thêm một xíu nữa. Và một xíu tình cảm nữa thì sẽ cho chú cái cảm giác nó đã hơn. Chú thiếu cái wow. Chú nói để cho con hoàn thiện hơn thôi. Chứ mà đối với chú đây là cũng là một tiết mục rất là tuyệt vời rồi. Ha, chúc mừng con. Chú wow một cái đi. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thiếu wow, chú wow một cái đi. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Và tiếp theo sẽ là chú Tấn Phát đi hen. Để xem là chú Tấn Phát nghĩ gì về tiết mục vừa rồi của nàng công chúa màu cam đang đứng trên sân khấu đây ạ. Xin mời. Quá xinh, quá sáng sân khấu. Cái background sân khấu, màn hình LED, với lại lúc hồi nãy con trình diễn á, với lại cái bộ đầm và ở dưới là có khói lạnh, nó ăn với nhau, nó khớp với nhau. Nhìn trên sân khấu cảm giác nó rất là ngọt ngào, thu hút mọi ánh nhìn về con. Một mình một cõi đứng giữa sân khấu, bao nhiêu ánh sáng tập trung vô con, sáng trưng à. Rất là xinh, giọng hát rất là mượt, rất là tình cảm. Nhưng có một chút xíu giống như là chú Đại góp ý. Mặc dù tình cảm nhưng mà mình phải có một gì đó wow để mà mình cho khán giả đi từ cái cảm xúc này lên tới cảm xúc kia, nó phải có cao trào hơn chút xíu. Thì đối với chú, tròn trịa, hợp lý, dễ thương, sáng sân khấu. Chắc chắn con sẽ rất thành công và tiến xa trong con đường ca hát của mình. Chúc mừng con. Dạ, anh cảm ơn chú. Cảm ơn chú Võ Tấn Phát. Bây giờ thì con sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Vũ Quốc Việt ạ. Xin mời chú. Chú có một cái lời khen ngợi con á, với gia đình con là có một cái gu thời trang. Tức là nó vừa phải lắm, nó hài hòa và biết lựa chọn cái trang phục và cái màu sắc á, cho nó rất là đúng với cái bài. Để làm gì? Để làm cho mình tự tin. Khi mà mình thấy đẹp và vừa vặn với cái sân khấu này, với cái tiết mục đó thì mình biểu diễn nó rất là thành công. Thì cái đó là chú khen ngợi. Tức là cái đó cũng phải có cái gu nữa. Chứ không phải là mình mua đồ quá mắc tiền là nó đẹp đâu. Mà phải có mắt thẩm mỹ. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, anh cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú Vũ Quốc Việt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần công bố điểm của chú Quốc Đại ạ. Chú sẽ cho con 9.5. Chúc mừng con. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Như vậy là chúc mừng Candy Ngọc Hà với số điểm rất cao, đó là 9.5. Chúc mừng. Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, phố khu vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ em, đưa người về nơi xa ba, nước mắt em chung lệ tuôn, biết rằng từ nay anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ bãi. Mưa sao mới rơi rơi mãi không thôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên môi. Mưa
sao mới rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À ha. Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Vẫn còn đây, phố xưa vắng ngầm chờ em. Đưa người về nơi xa ba, nước mắt em chung lệ tuôn. Biết rằng từ nay mất nhau, trên bên trong theo mình ơi. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mới rơi rơi mãi không thôi, em ra đi xa quấn chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngồi. Mưa sao mới rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À ha. Đưa người về nơi xa, nước mắt em chung lệ tuôn. Biết rằng từ nay bớt nhau, trên bên trong theo mình ai. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mới rơi rơi mãi không thôi, em ra đi sao quấn chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngồi. Mưa sao mới rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À ha. Trong băng giá yêu em mãi như mặt trời. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại, để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mỏi mòn, nhạc điệu ân
người chìm trong đêm xa ba, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù hơn, con tim ta như xa lời phù sa. Girl, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong nắng giá, như ánh sáng như mặt trời. Với một bản mashup ca khúc Nếu Điều Đó Xảy Ra Và Đổi Thay. Mặc dù là về phần nhảy của tụi em thì nó cũng cần phải luyện thêm một tí xíu, nhưng nó cũng tác ra một cái nguồn năng lượng ở bên trong các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của ba vị giám khảo. Thời gian của quý vị bắt đầu. Xin được mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mời anh sẽ nhận xét cho tiết mục này ạ. Thật sự cái bài hát này á, nó làm cho tất cả chúng ta biểu diễn và người xem á, có một cái năng lượng rất là tích cực. Cho nên á, chúng tôi cứ đắm chìm và bị cuốn theo bài hát này. Chúng tôi còn không biết là ai hát hay hơn ai. Nó thật sự là như vậy. Vì mỗi người đã chia được những cái đoạn hay nhất của bài rồi. Cho nên ai cũng có một cái phần tỏa sáng nó dường như là tuyệt đối á. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng. Cảm ơn phần nhận xét của anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của danh ca Ý Lan. Xin mời cô ạ. Đi Trần và Đức Trí, cô cảm thấy như là hai cái nốt đầu tiên có chữ không đó, không vào một cách, cô cứ ao ước mà phải chia nó không một cách mạnh mẽ hơn, nó chắc Manly chắn hơn. Cho đến phần mà khúc sau là bắt đầu nhạc mạnh hơn nữa, thì cô nghĩ thế này nha, cô nghĩ rằng là chắc chắn là bây giờ nhạc mà mạnh như thế này, hai em sẽ chắc chắn cho cô thấy không là không đó. Nhưng mà giờ rốt cuộc cũng không là bao nhiêu, thiếu một chút cái gì đó, cái sự quyết liệt trong cái chữ không của mình. Cho nên hai em phải để ý hơn khi mà mình trình diễn một bài hát nào, mình phải biết rằng là câu nào, chữ nào nó sẽ lấy lòng khán thính giả nhá. Lẽ ra tụi em phải tận dụng nhiều cái phá cách đúng hơn rồi. Vì hai bài hát này nó nhiều đất diễn cho nhiều các em lắm. Nhiều đất diễn lắm đúng. Phải nói là hiền quá chị nhờ. Rất là hiền lành. Hiền lành. Không một cái là phải khẳng định. Bởi vì đây là những bài hát mà những người ca sĩ ngôi sao đi trước hát quá tuyệt vời, hát quá thành công. Cho nên mình phải lắng nghe và mình phải hay, và mình phải ghi được cái dấu ấn của mình vào đó. Vâng, xin được cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Hai gương mặt sáng đèn sẽ đi tiếp và hai gương mặt tối đèn sẽ chia tay với chúng ta. Quý vị thân mến, chơi tay của chúng ta. Đã có được 57,5 điểm và Đức Trí là 56,5 điểm. Như vậy rất tiếc chúng ta sẽ chia tay với Tùng Hiếu 56 điểm và anh Vũ là 54,5 điểm. Xin
được cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta nán lại sân khấu một lát để tôi lắng nghe chia sẻ của Tùng Hiếu nha. Đây là lần thứ mấy bạn đến với một cái sân chơi âm nhạc? Dạ thật ra là lần thứ thứ ba rồi ạ. Thứ ba rồi đúng không? Vâng. So với hai lần trước thì bản thân bạn cảm nhận là mình đã thay đổi như thế nào? Thì em cảm thấy tâm lý rất là thoải mái. Tại vì em chỉ muốn đứng trên sân khấu thêm một lần nữa. Tại vì đã rất lâu rồi em không có được đứng trên sân khấu để hát. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em. Em xin cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ngày hôm nay rất là nhiều, đã tiếp thêm cho em rất là nhiều tự tin trên con đường âm nhạc ạ. Cảm ơn Tùng Hiếu. Còn chàng trai tiếp theo, anh Vũ đúng không? Vũ này tôi nghĩ là đã đến lúc là bạn đừng rụt rè ở trong khu vực phòng thu nữa, mà bạn hãy giới thiệu giọng hát của mình nhiều hơn. Cảm nhận của bạn như thế nào? Dạ là tuy không đi tiếp nữa nhưng mà hôm nay rất là vui vì được gặp ban giám khảo, những idol của em từ rất là lâu rồi, và được đứng chung sân khấu với anh Nguyên Khang và ba bạn là giỏi. Tuy dòng nhạc của em diễn hôm nay không phải sở trường của em nhưng mà em đã cố gắng hết sức nên là em không có gì buồn khi mà được nghe những lời nhận xét của ban giám khảo. Em rất là vui. Cảm ơn bạn rất nhiều và tôi mong là bạn cũng được từ bỏ cái đam mê của mình. Bạn may mắn hơn một chút là tại vì bạn làm công việc phòng thu, có nghĩa là bạn vẫn gắn bó với lại âm nhạc, đúng không ạ? Thưa quý vị, và đó là hai chàng trai sẽ đi tiếp cùng với chúng ta, Đi Trần và Đức Trí. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, có những cảnh quan, có những con người, có những ký ức đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của mỗi một người. Với nhạc sĩ Trần Tiến thì đó là hình ảnh của con sông Hồng chở nặng phù sa, nơi đã gắn liền với ký ức của tuổi thơ ông. Ông từng cho rằng là âm nhạc của ông có nốt thăng nốt trầm như hình ảnh của con sông Hồng kia, bởi nó chở nặng biết bao nhiêu câu chuyện về tuổi thơ của ông. Mời quý vị ngay sau đây đến với một trong những cái sáng tác rất nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của ông, ca khúc Ngẫu Hứng Sông Hồng, cùng chờ đón phần thể hiện của thí sinh Kim Thạch. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày sông sông đầy nắng đầy gió. Con sao sang sông bạt gió, xin thương ai lội sông, lội sông tìm ai. Chỉ hai thương ai ra đứng đầu đình, chỉ hai nghèo, chỉ hai buồn, chỉ hai cô đơn, chỉ hai khóc. Chẳng chướng chi đi đâu để lại xa sâu cho ai, để lại dòng sông đầy dấu. Con sao sang sông bạt gió, con xin thương ai lội sông, lội sông tìm ai ai. Sao đứt ruột chờ mong của chị, thương con mẹ đưa qua sông Hồng Hà mùa thu. Hà
Nội mùa thu, một ngày dòng sớm đầy gió, con sao sáng rồng và gió, con xin thương ai lối sông tim ai, con sao sáng rồng, con sao gió lòng, con sao. Và cảm ơn vũ đoàn MK. Cảm ơn các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Ngẫu Hứng Sông Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với phần thể hiện của Kim Thạch. Và bây giờ chúng tôi xin mời ba vị giám khảo cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ dành điểm số cho Kim Thạch. Thời gian bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và với phần nhận xét này, Nguyên Khang xin phép mời Danh Ca Ý Lan, mời cô. Kim Thạch đã trình diễn một lối trình diễn mà cô nghĩ đặc sắc vô cùng, bắt buộc người nghe, bắt buộc cô phải bị cuốn theo từng lời, từng nốt nhạc mà Kim Thạch hát. Cái tai của cô đã trời cho, nó hơi gọi là khó chịu, tức là cô nghe rất là rõ một chút gì đó mà hơi phô hay là hơi chênh là cô sẽ nhận định ngay lập tức. Nhưng mà hình như trong cái bài vừa rồi chẳng có một chỗ nào mà để cho cô phải dừng lại để mà thắc mắc tại sao nốt đó như thế, tại sao nốt kia như thế kia, tức là hoàn hảo đối với cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn Danh Ca Ý Lan. Bây giờ chúng tôi xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, mời anh chia sẻ về phần thể hiện của Kim Thạch. Anh muốn Kim Thạch hát lại cái đoạn mà thay vì cái bài gốc của nhạc sĩ Trần Tiến á, thì nó có cái đoạn là dục tan cốc cách bồng bềnh. Thì cái đoạn giữa anh thấy cái bài phối này nó rất hay và có những cái nốt khác, rất lạ, không dùng cái dục tan cốc cách bài gốc nữa. Cho nên cái đó là cái phá cách hết sức là đặc biệt. Anh muốn em hát lại đoạn đó xem. Dạ, thật ra thì em thi tham gia ở chương trình là em đang bị trục chặt về sức khỏe rất nhiều ạ. Cho nên những cái phần mà em staccato lên trên giả thanh là nó không được đẹp mà không được như ý muốn của em á. Cho nên là bây giờ em nếu mà có gì mà bị lỗi thì mọi người thông cảm bỏ qua dùm cho em. Đoạn đầu em hát giọng thịt, giọng sau là em hát lên giọng gió. Sở dĩ anh muốn nói như vậy là anh muốn để mọi người thưởng thức lại một lần nữa cái đoạn rất là hay đó. Em thử cho mọi người nghe một lần nữa. Dạ, em xin phép ạ. Dạ, nó hơi chinh phô một chút là tại vì em xin phép là nói luôn, em vừa bị tắc tiếng 2 tháng trời ạ. Em đứng được ở đây em rất là mừng. Em vừa cất tiếng là mọi người, trời ơi hát hay quá. Tự nhiên em nổi da gà, tới giờ em vẫn nổi da gà. Thời gian đó em rất là áp lực vì em không hát được nữa. Dạ, em cảm ơn người hát tình ca đưa em đến đây. Đó là cái đoạn hay nhất và đoạn lạ nhất của cái bài hát này từ trước tới giờ anh nghe. Nhưng mà em có biết cái đoạn đó là khó nhất không? Cái đoạn vừa rồi đó khó lắm. Và chính cái đoạn này là cái đoạn đã làm cái điểm yếu của em vừa rồi. Còn tất cả từ đầu tới cuối em hát rất là trọn vẹn, rất là hay và mãnh liệt lắm, rất là dõng dạc những cái đoạn cao trào. Chỉ có cái đoạn đầu tiên nữa, tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi. Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi. Đúng ra em phải nhẹ nhàng hơn nữa, rồi bắt đầu mới đẩy lên cao trào dần dần. Tức là em tinh tế một tí xíu thôi, không phải là không hay, nhưng mà nhẹ nhàng lại để bắt đầu dần dần người ta đưa lên cao trào, dẫn người ta lên con dốc dần dần, rồi lên tới đỉnh cao luôn. Em hiểu không? Có một tí xíu nữa anh muốn góp ý để cho em tốt hơn thôi, chứ đây không phải là phê phán nha. Mấy cái đoạn giữa em bớt cái đôi mắt á, là hơi lấm la lấm lét, tức là hơi đảo qua đảo lại. Đúng rồi, trình diễn nó bị lố á. Không, nó không phải là không hay, nhưng mà như vậy á, đôi khi cái là người ta cảm giác là mình không có nhập tâm vô bài lắm. Cho nên á, mình phải hết sức là tập trung vô cái nội dung bài hát. Anh biết em rất là lanh, em biểu diễn cái bài tam ca
đúng phong cách của em luôn. Nhưng mà đối với bài hát này là một bài hát biểu diễn kỹ thuật và dẫn cảm xúc người nghe đi đến tột cùng. Cho nên mình phải đổi trạng thái biểu diễn, mình không cần phải đôi mắt như vậy. Tức là em đặt không đúng chỗ chứ không phải là em dở. Thì đó là những cái góp ý nhỏ để hy vọng rằng khi em hát bài hát này hoặc em hát bài hát khác, em phải đặt hết tất cả cái tâm trạng từ đôi mắt, ánh nhìn cho tới giọng hát và cử chỉ hành động vào bài hát thì nó sẽ tuyệt vời. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn góp ý rất là quan sát kỹ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Đại. Hôm nay em hát Ngẫu Hứng Sông Hồng rất là riêng của em và em đã cho mọi người nghe thêm một cái phiên bản rất là xuất sắc như thế. Và anh cảm ơn em về cái năng lượng của em ở trong bài hát này. Anh cảm thấy nó còn dư nhiều lắm. Nhưng mà anh chỉ nói thêm là anh hơi bị lo lắng một xíu. Nếu như mà em được may mắn hơn hai bạn kia vào tiếp tục thì em sẽ làm cái gì nữa để mọi người có thể wow nữa. Chứ là hôm nay là anh wow hơi là nhiều ở ca khúc này. Anh muốn biết người ta vào vòng trong người ta làm cái gì thì anh cho người ta điểm cao. Rồi anh vô vòng trong anh coi, có cái gì đâu mà anh tò mò thắc mắc, đúng không? Không, mình có quyền thắc mắc chứ. Với một cái người là tám như anh nữa thì là phải càng thắc mắc. Đúng không? Nhưng mà thật sự là rất thích ca khúc này ở phiên bản của Kim Thạch. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vâng, xin được chúc mừng em đã hoàn thành phần thể hiện của mình và mang đến một tiết mục khá là trọn vẹn trong phần thể hiện. Xin chúc mừng Kim Thạch. Thưa quý vị, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào mùa hạ. Cho dù bị cảm lạnh, tôi vẫn muốn được quay lại và ướt mưa thêm một lần nữa. Tuổi trẻ là như vậy, đôi khi vẫn muốn có điều gì đó thật là bồng bột, mãnh liệt để đi tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc cho mình. Nhưng mà tình yêu và hạnh phúc thì được ví von như những cơn mưa. Ai cũng muốn có nhiều, nhưng đôi khi có được thì rất khó. Chúng ta hãy cùng thả lòng mình theo những cảm xúc về những cơn mưa qua giọng hát thật ngọt ngào và truyền cảm của Thái Bảo Trọng. Về đêm mùa đông, có đêm đông nào trời không lạnh giá. Còn ai đứng trên con phố vắng tênh, lòng ôm nỗi cô đơn ôi quạnh yêu. Có cơn mưa nào lấy ngước bờ vắng, sáng mai hao gầy chìm trong bóng tối, tìm không thấy chiếc bóng kia đâu, chỉ còn thấy bóng đêm ôi buồn bã. Giá như người ở bên tôi phút giây này, giá mình đắm say như xưa, còn gì cho nhau chỉ là thương đau. Người về nơi xa khuất lấp sau màn mưa, con đường hoang vắng lên từng bước chân, nghe niềm thương nhớ nghe xa rồi từng giọt buồn rơi, nghe trong cơn mưa mùa đông ngập tràn tim tôi nụ cười đôi môi một người tôi thương ấm áp trong màn đêm, cho mùa đông sẽ ấm nồng chân tim, cho tình yêu thắp trong người lại một lần sau quay. Xa rồi cơn mưa mùa đông đã
có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai, dáng ai hao gầy chìm trong bóng tối, tìm không thấy chiếc bóng kia đâu, chỉ còn thấy bóng đêm ôi buồn vỡ. Giây này xa như mình đã say như xưa, còn gì cho nhau chỉ là thương đau. Một người tôi yêu ấm áp trong màn mưa, con đường hoang vắng lên từng bước chân, nghe niềm thương nhớ nghe xa rồi từng giọt buồn rơi. Chẳng tim tôi nụ cười đôi môi, một người tôi yêu ấm áp trong màn đêm, cho mùa đông sẽ ấm nồng trên tim, cho tình yêu thắp trong người lại một lần sau coi. Xa rồi cơn mưa mùa đông đã Thái Bảo Trâm với ca khúc Cơn Mưa Mùa Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm của 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với là 3 vị giám khảo của chương trình. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của giám khảo Hồ Trung Dũng. Anh đã bao giờ cô đơn trong cơn mưa mùa đông bao giờ chưa? Cơn mưa mùa nào cũng có hết trơn cơn rồi. Cơn mưa mùa nào cũng cô đơn hết anh. Đúng là có những lúc chúng ta thấy mưa, nhất là những người nghệ sĩ, thì khi thấy mưa rất dễ bị rung cảm. Những cái nỗi buồn mình chôn giấu nó sẽ trỗi dậy. Nhưng mà có lẽ là những người hát tình ca như Dũng, thứ nhất là cần cái chất liệu đó. Và chúng tôi cũng không có chạy trốn khỏi cái cảm xúc đó. Thế thì qua phần thể hiện của một cô gái kể cái tâm sự của mình với Thái Bảo Trâm, anh cảm nhận như thế nào? Anh rất là thích giọng hát của em. Đến giờ phút này, từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi. Nhưng có một cái gì đó mà không biết sao anh vẫn còn cảm thấy là hơi tiếc chút xíu. Thái Bảo Trâm có thể làm được hơn như vậy. Phần mà anh cảm giác là rất là dễ dàng với em á, là cái phần hát mạnh và hát cao á, thì không biết tại sao anh lại cảm giác là em bị nghẹt nghẹt. Ngay cả cái câu mà em feel á, em cũng rất là chỗ đó mình sẽ feel, cho nên em không dùng đủ cái thời gian để em feel, mà em chạy thẳng lên trên đó, cho nên khán giả chưa có đạt được cái hiệu ứng mà nó cần. Dĩ nhiên sự tính toán của em rất đúng chứ không có sai, nhưng nếu mà em không bị căng thẳng thì mọi thứ sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Mời giám khảo Y Lan ạ. Cô nghe được cái độ dày của tiếng hát của con, mà con biết rằng là một người ca sĩ mà hát được những cái nốt cao đó nó đã là khó, mà những nốt thấp dày và trầm không phải là dễ. Cô tin rằng là tiếng hát của con qua xúc cảm của con trong cái bài vừa rồi, cô vẫn đánh giá cao vô cùng. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn Thái Bảo Trâm rất nhiều. Hãy luôn là cô em gái tự tin của anh đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều. Chưa có những lý lẽ riêng của con tim nó, đôi khi chỉ một ánh nhìn đã khiến chúng ta xao động. Đôi khi chỉ một cái nắm tay khiến cho chúng ta cảm thấy được sự cộng hưởng. Và đôi khi chỉ một bài hát sẽ làm nên mối lương duyên. Và mối lương duyên trong câu chuyện âm nhạc ấy sẽ được chúng tôi chuyển tải một cách trọn vẹn qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Mời quý vị cùng đến với màn hóa thân thành nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và chàng trai Basker Ngọc Tần.
một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đón những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Hát chung với Hà nhá. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời. Hay ở bên nhau xanh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hờn, để lại một đời vẫn vương cả một trái nhớ. Rất là nhiều. Nếu mà mọi người thuộc thì hát chung với Hà nha. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mây say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đón những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau xanh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hờn, để lại một đời vẫn vương cả một trái nhớ thương. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau xanh bước chung đôi, gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hờn, để lại một đời vẫn vương cả một trái nhớ thương, để lại một đời vẫn vương cả một trái thương nhớ. Xin cảm ơn chị Hồ Ngọc Hà. Xin cảm ơn Minh Khang rất là nhiều. Có lẽ là cái tình cảm chị phải giữ trong lòng, nó rất là nhiều cảm xúc mà chị hát tuyệt vời trong đêm nay đến như vậy. Thay mặt cho hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình này, cảm ơn một ca khúc rất hay của chị. Thưa quý vị, Basker Ngọc Tân đã hóa thân đầy cảm xúc trong phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Và bây giờ chúng tôi mời 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho Basker Ngọc Tân. Thế giới bình chọn bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ nhận xét ạ. Mời em. Tôi chỉ có 3 từ cho em thôi. Đó là xuất sắc và xuất sắc. Em cảm ơn chú Đức Huy. Cái thành công của bạn là bạn hoàn toàn tập trung và bạn rất thoải mái trong cái sự tập trung của bạn, bởi vì bạn đã nắm vững tất cả những cái gì cần làm trong bàn tay. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn chú Đức Huy. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời nữ ca sĩ Phương Anh. Chắc là cũng không có gì nhiều để nói, vì
Vân rất hài lòng với cái tiết mục vừa rồi của bạn. Bạn hát, bạn làm cho người nghe cảm nhận được cái hồn của bài hát. Và thực sự là mình nghe mình cứ bị cái cảm giác là mình bị cuốn theo ấy. Thực sự là riêng với bài hát này bạn làm rất tốt. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn ca sĩ Phương Anh. Xin mời anh Vũ Hà. Bạn Tân đã làm rất tốt. Không dám nhìn bạn hát mà phải nhắm mắt lại. Cái đoạn đầu khi mà nhắm mắt lại thì cảm giác như Hồ Ngọc Hà đang từ trong cánh gà bước ra từ từ ra giữa sân khấu. Đó. Sau khi tới cái khúc giăng tấu, sau giăng tấu thì bắt đầu Hồ Ngọc Hà lắc tóc đó, buông xõa và nghe từng câu, từng chữ, từng hơi thở, có nghĩa là nó giống, cực kỳ giống luôn. Mà bạn ơi, cuốn họng của em, cái em có cháy cổ không? Dạ em không có cháy cổ. Đó. Không có cháy cổ. Thực ra là cũng có, phải có, giọng của em nó nhỏ xíu. Nhỏ xíu à. À, rồi cái giọng của em từ hồi nào giờ nó cứ vậy thôi, nó không có lớn hả? Nó cũng vậy à. Là anh rất là đánh đo luôn, không biết làm sao phải chấm nữa. Cho nên là độ khó mình sẽ chuyển về quý vị khán giả cũng như hai vị ban giám khảo này. Đó. Trời ơi, sao cái khó anh đá hay quá nhìn. Thì tôi thì đúng hả? Hay quá thì tôi chấm vậy thôi, em chấm bằng nhau rồi đó, còn thiếu thụt gì đó thì khán giả chấm. Hai người này chấm. Chứ mất công tôi mang tiếng là ác, rồi kêu tôi là con gì nập màu tím. Con diều hâu anh. Diều hâu tím rịm. Ủa, chỉ có con công, con phượng mới là màu tím chứ nhỉ? Có chứ, diều hâu mà bị bóp cổ đó. Nó thiếu oxy, nó tím tái nguyên cái người của nó. Dạ, vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị, ai cũng có trong tim của mình một miền quê. Quê của bạn như thế nào? Có lẽ là nhiều người sẽ tự vẽ ra cho chúng ta hình ảnh của miền quê đã gắn liền với thời thơ ấu. Đó là miền quê với hai buổi cắp sách đến trường, miền quê với bờ sông, giếng nước, ao làng. Thế thì hôm nay Nguyễn Khang muốn mời quý vị, dắt quý vị về quê của một cô gái rất là đáng yêu. Và lần này cô ấy sẽ giới thiệu những nét đặc trưng của miền quê mình. Nào, hãy cùng theo chân của Sơn Ca. Xin chúc mừng Sơn Ca. Cảm ơn dàn thôn nữ và dàn thôn nam. Ba vị giám khảo cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta sẽ bình chọn cho tiếng hát của Sơn Ca. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo cùng với 100 khán giả. Thưa quý vị, trong lúc mà Sơn Ca đang thả hồn với ca khúc Hồn Quê thì đằng kia có một thằng nhỏ, nó đang len lén quan sát từng động tác của Vũ Công và chợt trong đầu nó thầm trộm suy nghĩ, nó cả gan, nó mạo muội, nó dám đánh liều. Xin mời ba vị giám khảo lên đây, chúng ta sẽ cùng hòa nhập vào không khí của Hồn Quê miền Nam trên nền của ca khúc Hồn Quê. Xin mời ba vị giám khảo lên chung vui cùng với chúng tôi. Qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần, lòng buồn giờ dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khúc môi thương khói lam ban chiều già, mái tranh thôi còn nằm đôi, cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Một tràng pháo tay cho ba bốn vị giúp đỡ chúng ta. Dễ thương khủng khiếp. Vâng, xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với lời chia sẻ của Lực Điền Hồ Trung Dũng. Anh hãy cho chúng tôi biết đã bao lâu rồi anh chưa gánh nước. Sau khi mà khen cho Dũng gánh xong, bây giờ là không dám nhận xét nữa, cảm thấy quá xấu hổ. Nói giỡn thôi, thật ra là cảm ơn Sơn Ca rất là nhiều. Em mang là không khí rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là vui tươi. Cái mà thích nhất ở em chính là cái sự đơn giản, nhẹ nhàng. Và đó là cảm giác mà anh luôn luôn muốn có được khi mà anh nghe dòng nhạc này. Và vì thế một lần nữa cảm ơn em. Xin cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Xin mời danh ca Ý Lan. Cái cách hát của Sơn Ca giống như Trung Dũng nói, là có cái sự đơn giản, hồn nhiên, và trong đó cô cộng thêm sự trong sáng nữa. Một cô gái miền Nam
rất ngọt ngào trong cái phát âm, mà phát âm đó đến từ tâm hồn của em. Cho nên cô chúc mừng cho phần trình diễn của em rất đẹp vừa qua. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và xin mời người đẹp áo dài nón lá Phát Thiên Miêu. Tôi nghĩ là một cái bản khi nó cất lên á, mình có thể pha được cả nước mắt và nụ cười để thấy thương nhớ bất cứ vùng miền nào, thì đối với tôi đó chính là hùng quê. Giống như là anh Dũng với lại chị Lan đã nói, nếu không có một tâm hồn trong sáng và hồn nhiên trong phát âm, tôi thách ai hát được bài này. Nếu anh kiểu cách, nếu anh cầu kỳ, nếu anh toan tính trong cái tư duy showbiz, anh không thể thể hiện được nhạc phẩm này. Nhiều thứ là giá trị vật chất có thể mất đi, nhưng ký ức và tình yêu nó nằm trong óc, trong tim, không ai thò tay vào mà lấy đi của các em, của các vị. Đúng là một bài hát là một thử thách rất lớn cho tâm hồn người nghệ sĩ. Nhưng mà giá như em kết hợp cả nụ cười hồn nhiên trong sáng đó với một chiếc áo dài đơn giản của quê hương mình với nhạc phẩm vừa rồi, đẹp biết chừng nào. Cảm ơn Sơn Ca. Xin cảm ơn góp ý của giám khảo Trác Thiên Miêu. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng Sơn Ca. Yeah. Bởi vì tình cảm lắm Hòa ơi. Ở giọng của em tình cảm, cực kỳ tình cảm. Dù em có hát nhầm một xíu thôi, cái chữ đó nó cũng đầy tình cảm. Ngay bản thân anh cũng đôi khi cũng hát sai lời mà, cái chuyện đó chuyện bình thường. Mặc dù đã cố gắng không sai, nhưng mà vẫn sai. Dạ thường thường thì em không hay hát những dòng nhạc như thế này lắm. Vì em cũng hay bị sai lắm. Tại vì em hát đường phố là em hát ca cổ là chính. À, hát ca cổ à? Dạ. Hồi nãy sao không khoe tôi? Giờ chia sẻ thì chắc là thế nào cũng... Đây bây giờ thử cái cho gia đình biết cái coi. Dạ thử được không ạ? Được, được, thử được chứ. Mẹ ơi, làng xóm đổi tay, ngày Tết quê ta nhà nhà rộn ra. Nhưng khi con trở về đây thì hỡi ơi, mẹ đã hay quá em ơi. Ủa mà em là người Bắc đúng không? Dạ em người Bắc ạ. Mà em học hát cải lương của người miền Nam. Dạ vâng, tại vì ngày trước ngày còn bé là em hay nghe băng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À, cho nên là bạn có cái sự ảnh hưởng ở trong đó. Dạ. Hay quá. Vâng. Chúc mừng Hòa. Cảm ơn em, rất tuyệt vời. Cũng xin nói thêm một chút với quý vị là thật ra cái bài Khi Đã Yêu này là phong cách bolero, nhưng mà quý vị vừa mới nghe một cái bản phối rất là đặc biệt, với một cái phong cách khác, một cái bản phối hoàn toàn khác so với cái cách mà quý vị thường nghe ở bolero trước đây của ca khúc này. Và xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Xin cảm ơn bạn đã cho chúng tôi nghe bài hát này với một cái phong cách mới. Giọng của bạn rất đặc biệt. Tôi thích những cái nốt thấp, trầm, rất rõ. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Hoặc có muốn nói điều nào cuối cùng trước khi mà chúng ta khép lại không? Dạ, em muốn nói là em xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em được tâm sự cái chuyện tình của mình ở trên sóng. Em đứng trên rất nhiều những cái sân khấu sóng truyền hình, nhưng mà thật sự là em chưa có lần nào em tâm sự về chuyện tình của mình như chương trình này. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, mấy khi tình đầu kết thành duyên mơ ước, để nói về cái sự không trọn vẹn của những cuộc tình không đến với nhau và để lại cái sự rây rứt trong tâm hồn. Hình ảnh của những quán nước quen, những con đường cũ in dấu chân người xưa, hay thậm chí là ghế đá công viên đợi chờ, đã phần nào nhắc lại cho cái miền tâm tư của những hoài niệm về một mối tình không trọn vẹn. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với dòng miên man về ký ức đó qua ca khúc Người Đi Ngoài Phố cùng với phần thể hiện của Hoài Nhân.
bên sông, người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mãi dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ trong mong đâu em, xin từ giá đường phố trắng mưa mong, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta tư, thành phố cũ người yêu ơi còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giá từ. Cảm ơn Ủ Ra, cảm ơn Nhân. Đến dìu em ra. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Người đi ngoài phố với tiếng hát của Hoài Nhân. Và bây giờ xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho phần thể hiện vừa rồi. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Trước khi mà ban giám khảo nhận xét thì cho anh hỏi một chút là lý do vì sao trong cái cuộc thi ngày hôm nay em lại chọn hát Bolero. Xin chia sẻ với quý vị là sau 3 năm mà khi ngưng theo đuổi nghệ thuật, chương trình Người hát tình ca là chương trình đầu tiên mà
em quay lại với sân khấu ạ. Với chương trình Người Hát Tình Ca thì cũng ghi lại một cái dấu ấn cho em quay lại với âm nhạc. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là em muốn thay đổi dòng nhạc mình theo đuổi. Đó là dòng nhạc trữ tình, bolero và dòng nhạc quê hương. Với thời điểm hiện tại, có thể trước đây thì em còn khá là trẻ và thiếu những cái sự xúc cảm. Thì bây giờ em nghĩ là mình đã đủ những cái thăng trầm trong cuộc sống và mình đủ nhiều cái cảm xúc, nên em nghĩ là bây giờ là thời điểm mà chín muồi nhất khi em đến với dòng nhạc bolero trữ tình, thì nó sẽ tròn vẹn khi mà em truyền tải đến quý vị khán thính giả hơn. Vâng, cảm ơn Nhân rất nhiều, anh đã hiểu cái câu chuyện của em. Và chúng tôi xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo, xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Muốn chia sẻ với Hoài Nhân rằng bolero trữ tình không phải là một loại nhạc dễ hát. Nghe thì rất dễ, nghe thì có vẻ nhiều khi mình đoán trước được là cái câu hát nó đi đâu. Tuy nhiên, cái luyến láy cũng như là cái mà quan trọng nhất là cái tâm hồn của mình có bolero đủ hay không. Tôi hiểu là em đang muốn cái thử thách mới khi mà em quay lại. Và nếu mà em kết với cái dòng nhạc bolero này thì tôi chỉ có một lời khuyên là em sẽ phải đầu tư thêm rất nhiều thì giờ cũng như là tập dượt để mà lắng mình vào cái dòng nhạc đó. Xin cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời nam ca sĩ Quốc Đại. Quốc Đại hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Đức Huy. Rõ ràng ở ca khúc trữ tình này thì về xúc cảm, về tình cảm thì Quốc Đại hoàn toàn chịu. Nhưng mà có lẽ nếu Nhân muốn theo đuổi dòng nhạc trữ tình này thì Nhân phải còn phải nghiên cứu rất nhiều, nhiều để có thể mà làm một cách tốt nhất. Nhưng mà ở ca khúc lần này bạn thi đó là Người Ngoài Phố thì có một cái chữ mà Quốc Đại thiệt tình là khoái, quá khoái khi bạn hát ca khúc này. Đó là chữ bơ vơ bạn bỏ nhỏ. Người đi đi ngoài phố chừng bơ vơ bơ vơ. Quốc Đại quá chịu. Về tình cảm ở ca khúc này thì rõ ràng. Xin chúc mừng Hoài Nhân. Xin cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Cảm ơn Hoài Nhân rất là nhiều. Xin chúc mừng em. Yeah. Em xin cảm ơn ạ. Người hát tình ca, tiếng hát như ngân nga. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng còn hoài theo năm tháng. Mình đến từ Phú Yên, dòng nhạc bolero cũng như trữ tình đã thấm sâu vào huyết mạch của Hồ Nguyên từ rất nhỏ rồi. Hồ Nguyên rất vui khi được tham gia chương trình Người Hát Tình Ca, mong muốn được giao lưu với tất cả các bạn có cùng sở thích. Tình đến rồi đi, đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan, xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca, ta du ta nồng nàn những khung ca. Tôi đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Từ khi ba tôi dẫn tôi đến những sân khấu lớn của ba tôi biểu diễn, nó đã vô tình nó ngấm tới cái máu tôi của khi nào tôi không biết. Và tôi đến với chương trình này với một mục đích là học hỏi, muốn được hát cái dòng nhạc mình rất là yêu thích. Người hát tình ca, tiếng hát như ngàn ngàn. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng còn hoài theo năm tháng. Mình đến từ Bình Thuận, mình đang là một sinh viên của nhiều thành phố. Tính cách của mình nó hơi thưa năng lượng á, nhưng mà mình lại thích cái dòng nhạc trữ tình. Đến với cuộc thi này là vì mình rất là thích hát và mình rất là muốn một cái cháy. Tình đến rồi đi, đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan, xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca, ta du ta nồng nàn những khúc ca vàng. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, mọi người tiếp xúc với tôi thường nói tính cách của tôi là gần gũi, mộc mạc và thân thiện. Chính vì vậy tôi chọn cái dòng nhạc trữ tình, nó cũng gần gũi, phù hợp với tính cách của tôi. Người hát tình ca, tiếng hát như ngân nga. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng còn hoài theo năm tháng. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh,
Tôi là người có tính cách trầm lặng. Dòng nhạc trữ tình là dòng nhạc tôi đam mê từ nhỏ. Sự đam mê của tôi ảnh hưởng từ gia đình của tôi. Đến với chương trình này mong được chia sẻ và muốn củng cố thêm kinh nghiệm của mình trong con đường ca hát sau này. Tình đến rồi đi đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca ta su ta nồng nàn nhưng khúc ca vàng. Mình đến từ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp 12 thì mình quyết định vào Sài Gòn theo đuổi con đường đam mê ca hát. Mình mong muốn là qua các cuộc thi này thì mình sẽ có nhiều đất diễn hơn và được thỏa niềm đam mê. Người hát tình ca, tiếng hát như ngàn ngàn. Người hát tình ca, tiếng hát luôn bay xa. Còn với thời gian, những khúc ca dịu dàng hòa theo năm tháng. Đến từ tỉnh Bạc Liêu, mình đến với cuộc thi này do sự động viên của vợ và con muốn được thấy mình trên TV hát những dòng nhạc chuyện tình. Tình đến rồi đi đôi khi nghe vội vàng. Đời lúc hợp tan xin cho nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca ta su ta nồng nàn những khúc ca vàng. Quê quán của tôi tại Sóc Trăng. Công việc hiện tại của Long là làm make up. Nhưng mà Long rất là đam mê ca hát. Muốn đến với cuộc thi này để thử sức trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là dòng nhạc mà Long đã thích từ lúc nhỏ. Chúc mừng phần chào sân hết sức là hoành tráng của tất cả 8 thí sinh chúng ta với một bài hát chủ đề rất là quen thuộc, đó là người hát tình ca của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Buồn thương chiếc áo phong sương đò ai không bến nỡ hò. Đò chẳng
Nói đã, tại vì thật sự con hát quá tình cảm, nó chạm vào đây cô và nước mắt cô nó không ra được, nó cứ ngấn ngấn như vậy nè. Và cô ngồi lặng luôn. Đầu tiên con mặc cái áo dài đâu, cô nói wow, con gái mặc áo dài đi tướng đàn ông, sao giống mình ngày xưa quá vậy ta. Đó, thì anh Việt gặp con nhiều, mọi người ở đây gặp nhiều, như cô lần đầu tiên thấy con cho cô nhiều cái sự ngạc nhiên mà cô phải dõi theo con. Tới lúc con cất tiếng hát lên thì cô bị con chinh phục tiếng hát nha. Con hát ngọt ngào, nữ tính, dịu dàng, tha thiết. Nói chung là con hát hay. Tới gian tấu con bước vào trong thì con bước ra con rất tomboy. Và con hát rất ngọt ngào, tức là nội tâm và hình thức hoàn toàn trái ngược nhau. Con cũng cố gắng con đi cho nó mềm mại. Nhưng mà... Không cần đâu con, nhiều khi cô hả? Xin lỗi là đã cướp cái lời nói của con. Nhưng mà con không việc gì mà phải làm một cái tướng, cái bộ dạng không phải của con. Con giữ tất cả những gì của con, bởi vì đó là Mỹ Tiên mà sẽ không có Mỹ Tiên thứ hai. Con sẽ bay rất xa nếu con vẫn giữ cái phong độ hát như vậy. Con sẽ không có đối thủ đâu. Là tại sao? Con nghĩ là mật ong và đường cộng lại là ngọt lịm, đó là tiếng hát của con. Cô nói thật nha, cô là khán giả hâm mộ của con, là fan cuồng đây. Mà cô bảo đảm là trong đó có cả cô Phương Thanh nữa. Hai người. Yeah, thấy không con? Cho nên con cứ tiếp tục như vậy cho cô. Cứ tiếp tục như vậy. Con là tuyệt vời luôn, nó trên cả tuyệt vời. Một lần nữa thảo bài chúc mừng Mỹ Tiên. Nhưng mà khoan là để phải cho người việc rành quá rồi, thôi nãy giờ hai người không cho việc nói, khỏi nói luôn. Nói vậy đủ rồi, khỏi đi. Việc không còn nói gì nữa, việc thấy học trò xuất sắc thôi, vô nghỉ ngơi đi rồi Tiên, vô nghỉ ngơi con. Cho con nói một câu. Trước khi tham gia chương trình này thì nội con với cha con ở nhà thì mong muốn là ngày hôm nay con hát bài này con sẽ mặc một bộ áo dài, tóc con sẽ dài để cho nội coi. Thì con nghĩ là giờ này thì nội đang xem chương trình này chắc là nội vui lắm, tại vì con đã làm theo tâm nguyện của nội. Con mong là nội và gia đình hãy luôn tin tưởng ở con. Bề ngoài con có thay đổi nhưng mà bản tính bên trong của con thì đó giờ vẫn vậy. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Lần yêu phải trăm lần khổ đau,
giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa đồ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu yêu nồng thắm, thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Anh chỉ biết có mỗi em thôi, cho dù em trót đắm say với anh vẫn yêu vẫn đợi chờ. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mong tan theo năm tháng phai dần. Đừng để anh phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương say tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho tình đêm. Anh thao thức gọi chiếc đêm thâu, nghe từng sợi tóc đến đâu rớt rơi theo những giọt sầu. Vời Ngọc Đức, hôm nay Trọng thấy người hát hay quá. Một lần nữa cho một tràng pháo tay với Ngọc Đức thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Mời Thúy Vân. Hát hay, đẹp trai, cái gì cũng được hết. Em rất là thích cái phần trình diễn vừa rồi của anh. Chỉ có một cái điều là những cái phân đoạn mà hai người diễn cùng với nhau thì anh Đức làm đã rất là tốt. Nhưng mà khi mà mình hát ở trên đây và bạn đó ngồi phía sau á, khi mà mình đang muốn mình chinh phục cô gái á, thì chỉ cần một giây thôi, hoặc là một cái khoảnh khắc nào đó anh Đức quay lại, hoặc là anh Đức đưa cái tay hướng về bạn đó thôi, thì chắc chắn là nhiều người khi mà người ta coi, người ta sẽ cảm thấy là thuyết phục hơn và tan chảy hơn. Mời danh ca Thanh Hà. Chị rất là thích cái giọng trầm của em.
cái giọng bass của em rất là đặc biệt. Hay mỗi lần mà em xuống cái nốt thấp đó, chị rất là thích nghe, bởi vì đối với cá nhân của chị, hát nốt thấp mà để tròn, mà để đẹp, nó rất là khó. Em là, chị nghĩ rằng đó là trời cho đó. Bài hát này hay, bố cục tất cả mọi thứ đẹp, nhưng mà chị thấy là hôm nay tinh thần em không ổn, em hơi lo ra một tí. Chị có thể nhìn thấy ánh mắt đó của em. Vì em có lo ra cho nên cứ một vài chỗ em cái lời em đã hơi quên. Hôm nay là vòng đỉnh cao, và chị muốn em trở lại và tiếp tục trong cái cuộc chơi này, cho nên em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn em. Đức ngày xưa tới giờ là hát nhạc Việt, và lần đầu tiên, dường như một trong những lần đầu tiên hát nhạc ngoại là Việt. Đây cũng là một thử thách của ban tổ chức, muốn thử thách bạn ấy. Và rõ ràng những cái lo ra của bạn ấy cũng có thể bỏ qua chị ạ. Dường như người hát tình ca tìm một giọng trầm như Đức quả là khó. Cũng là độc nhất vô nhị của 8 thí sinh chứ không phải là ít. Bởi vậy nên Vũ Quốc Việt và chị Thanh Hà cũng như Thúy Vân, nếu ước ao mình trở thành hiện thực, rất mong muốn bạn đi đến vòng cuối cùng của người hát tình ca năm nay. Đó là những gì mà anh Vũ Việt cảm nhận từ trái tim, vì anh ấy đã theo bạn suốt cả chặng đường. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Riêng mà
cuộc tình bay cao cho lòng mình xôn xao. Em cuốn theo tháng ngày dài, kiếp này cho gặp người cho tràn đầy mi cay, đau thương sẽ mỗi ngày mà lòng vẫn mơ say. Ôi giọt nước mắt ngả cho cuộc tình xin được chúc mừng Phương Mai với ca khúc Giọt nước mắt ngà, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả có mặt tại trường quay cùng với ba vị giám khảo sẽ dành điểm số cho thí sinh Phương Mai. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo, xin được cảm ơn quý vị khán giả. Đây là một ca khúc mà Nguyễn Khang từng nghe danh ca Ý Lan đã thể hiện trên một cái sân khấu lớn. Hôm nay thì với chương trình Người Hát Tình Ca, lắng nghe lại tiếng hát của Phương Mai qua ca khúc này, cô cảm nhận thế nào? Xin mời cô. Đương nhiên là Phương Mai của chúng ta luôn luôn thể hiện những bài hát tình ca rất là nồng nàn. Đặc biệt là trong bài hát này, Phương Mai đã hát với tất cả những tâm tình mà cô cảm nhận được, rất trìu mến. Đặc biệt hơn hết là sau phần nhạc giang tấu, khi mà Phương Mai trở lại để hát cái đoạn giữa đó, thì nó rất là nó nổi lên. Cô có hơi thắc mắc một chút xíu là hôm nay sức khỏe của Phương Mai như thế nào, là bởi vì cô thấy hình như những cái nốt ngân ở cuối câu của Phương Mai nó có hơi bị kém, bị hơi thiếu một chút. Dạ thưa cô, là con vừa mới bị cúm khỏi được khoảng 2 hôm thì con bay vào trong này. Nhưng cô vẫn đánh giá tiếng hát của con rất cao. Cô cảm ơn con cho phần trình diễn vừa qua. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời chia sẻ của ca sĩ Quốc Đại, mời anh. Hơi tiếc cho em một xíu, nhưng mà về cảm xúc em đã làm rất là tốt. Có đôi chỗ thì anh chỉ hơi không nghe rõ lời một xíu thôi, nhưng mà đây là ca khúc anh thuộc rồi nên anh cũng có thể cảm nhận được. Em đi về dấu giáo đường thì anh lại nghe thành chữ dấu thì anh hơi lăng tăng suy nghĩ một xíu. Ước gì mà nghe được cái chữ dấu thì nó sẽ đã hơn. Nhưng mà em đã đưa cho anh một cái cảm xúc rất là tròn đầy ở ca khúc Giọt nước mắt này. Có thể là cái lúc mà Phương Mai hát chữ dấu, cái dấu, nốt dấu đó nó hơi cao đó, nó là cái nốt cao. Thay vì dấu dấu thì nó dấu. Dấu. Và em đi về dấu sau đường. Cái chỗ đó. Cảm ơn danh ca Ý Lan. Chính ra cô Ý Lan cũng có dạy thanh nhạc đó, cho nên là những gì mà cô hướng dẫn học trò của mình cũng được áp dụng qua trong cái phần hướng dẫn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mời anh. Cái tiết mục vừa rồi á, anh Việt đánh giá Phương Mai cao là ở điểm này. Tức là Phương Mai là chuyên hát nhạc truyền thống, nhạc chính thống nhiều. Nhưng mà bây giờ chuyển qua một cái bài Boston á, thì chúng ta cũng biết là điệu Boston thì nó rất là đều, nó cứ 3-4 nhân như vậy. Nhưng mà em đã vượt ra được khỏi cái quy củ của chính mình á, em hát được cái bài hát này, đó là một cái điều không phải ai cũng làm được, thật sự vậy. Chứ là nó không có bị đều, nó có cảm xúc nhấn nhá, có đoạn nhanh, đoạn chậm, và có cái đoạn em làm cho nó lên cao trào. Dẫu biết rằng những cái bài Boston nó rất là đều, và thứ hai nữa là bài hát này cũng quá nhiều người hát và quá nhiều người thành công trên bài hát này nào rồi, cho nên tối hôm nay em hát bài hát vừa rồi nó có một cái dấu ấn rất là riêng của Phương Mai. Xin cảm ơn em rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn Phương Mai rất nhiều. Anh ta mang cho em.
cá nhân của chị thôi nhé. Thì bài hát này phù hợp với chất giọng của em hơn là loại nhạc quê hương tình ca nhé. Nhưng bài hát thì hợp với chất giọng của em, nhưng mà trình bày thì em không làm tốt. Chỉ có mỗi một chỗ em làm tốt đó là cái phần bridge là em lên cao độ tốt. Còn tất cả thì chị không có hài lòng với cái tiết mục này của em. Việc hiểu tại sao chị Thanh Hà lại nói những cái lời chân thành đó gửi đến Kiều Anh là vì bài hát này á, nó có cái tiết tấu nhanh và hát cái lời nó liên tục, và chị Thanh Hà đã từng trình bày bài hát này rất là nhiều lần rồi. Bởi thế cho nên chị Thanh Hà biết rằng nó chỗ nào cần khoe giọng hoặc là nhắc nhở có những cái khúc khuỷu. Việc biết rằng chị Thanh Hà muốn truyền tải cho em cái lửa của bài hát này và cách thể hiện của bài hát này. Còn bạn Thúy Vân, bạn cảm nhận thế nào? Những cái vòng trước thấy Oanh rất là say mê, hát rất là thoải mái và tất cả mọi thứ. Và Vân rất là ấn tượng một cái vòng là Oanh hát bài Búp bê không tình yêu. Thì từ cách bạn hát, bạn nhảy nó đều khác hoàn toàn với ngày hôm nay. Vân hy vọng là nếu như mà Vân gặp được Oanh trong những vòng tiếp theo thì Vân sẽ thấy Oanh thoải mái hơn, cố gắng hơn. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ điểm số từ ban giám khảo bắt đầu. Vừa đến với hai ca khúc rất nổi tiếng về biển, Biển Cạn và Biển Nỗi Nhớ Và Em, với phần thể hiện của 6 thí sinh đã đạt được giải cao trong cuộc thi Người Hát Tình Ca của những năm trước. Ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay. Thời gian bình chọn bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng làm quen với các gương mặt đang có mặt trên sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen nha. Xin chào bạn. Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên gì được không? Em tên là Như Khánh. Em là thí sinh của vòng 1 của Người Hát Tình Ca. Và em đã may mắn lọt vào top 16. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người tiếp theo. Bạn giới thiệu đôi nét về mình.
Rất là vui khi mà Hồ Nguyên trở lại đây. Cũng rất là may mắn đoạt giải cao nhất mùa đầu tiên của Người Hát Tình Ca 2016. Thật sự là nói bây giờ là trở lại sân khấu này cũng là một trời kỷ niệm. Và thật là hạnh phúc khi trở lại đây để cùng tất cả các bạn tái hiện lại những cái điều tốt đẹp mà đã diễn ra. Vâng, bạn là quê ở đâu? Hồ Nguyên là ở Phú Yên. Bây giờ nè, cũng cái câu đó nhưng mà giới thiệu cho mọi người biết là Hoàng Nguyên là đến từ Phú Yên và đã tham gia Người Hát Tình Ca mùa đầu tiên bằng giọng Phú Yên nha. Xin chào quý vị nha. Thì Hồ Nguyên là ở Phú Yên, tham gia mùa đèo là 2016 á. Này rất là vui. Một lần nữa là xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn các bạn là ủng hộ cho tất cả thí sinh tham gia đây vui. Ok. Dễ thương quá. Cảm ơn bạn. Yeah. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ đây chàng trai Hùng Cường, tôi vẫn còn nhớ đúng không? Xin chào bạn, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo cùng tất cả quý vị đang có mặt tại đây cũng như quý vị đang theo dõi trên sóng truyền hình. Một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe. Hùng Cường cũng đã gây được dấu ấn rất là mạnh bởi cái chiều cao cũng như là cái phong cách thể hiện rất là sôi động. Cảm ơn bà. Dạ. Bây giờ chúng ta qua phía bên đây. Chàng trai này thì đã quá quen với chúng ta được đúng không ạ? Ôn Vĩnh Quang. Bạn giới thiệu đôi nét về mình cho mọi người biết nè. Em tên là Ôn Vĩnh Quang và em là thí sinh của Người Hát Tình Ca mùa thứ hai ạ. Bạn cũng đã gây ấn tượng với mọi người với cái giọng hát của mình. Hôm nay ngoại hình có vẻ điển trai và ngày càng phong độ rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cô gái tiếp theo, Đam Sang. Tôi nhớ cô này là tại vì, thưa quý vị, tôi học văn, tôi nhớ mãi cái trường ca Đam Sang, thì cái tên của cô rất là đặc biệt. Đam Sang, giới thiệu cho mọi người về bạn đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Đam Sang xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến ba vị giám khảo và Đam Sang rất là yêu mến, cũng như toàn thể quý vị đang có mặt trong khán phòng buổi tối hôm nay ạ. Đam Sang xin phép được tự giới thiệu. Đam Sang là thí sinh của Người Hát Tình Ca mùa 3 2018. Đam Sang quê ở đâu em? Quê gốc em là ở Quảng Bình, nhưng mà em có sinh sống và làm việc tại Đà Lạt 15 năm. Em vừa mới chuyển về thành phố Hồ Chí Minh được hơn một năm. Vâng, cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cô gái tiếp theo. Đây là gương mặt mà quý vị cũng đã rất là yêu mến và rất là quen, Lê Phương Anh. Xin chào Lê Phương Anh, bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Lều Phương Anh xin gửi lời chào trân trọng, thân thương tới tất cả quý vị ban giám khảo cùng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca. Thưa quý vị, cô này thì cô sống ở rất là nhiều nơi. Em sinh ra ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội. Sau đó 3 tuổi nhà em sống ở Hồng Kông. 7 tuổi em về lại Hà Nội. Ăn cơm Hà Nội chưa được 10 năm thì em lại ăn cơm Nhật. Gần 10 năm rồi, đến năm cuối năm 2009 em về Việt Nam và từ đó tới nay em phát triển sự nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn em. Thưa quý vị, cô Lê Phương Anh này là cái cô mà tôi nhớ nhất trong mấy số thí sinh. Tại vì cái mùa mà cổ thi là cổ đang có baby. Cho nên cái mùa đó tụi tôi rất là vui, rất là hạnh phúc nhưng cũng lo lắm. Tới tháng thứ mấy em nhỉ? Lúc đó là 8 tháng rưỡi mà ngoài kia em bảo không hiểu ai gọi xe cấp cứu, không biết là cho ai gọi làm gì, lý do làm sao. Hóa ra cho em. Dạ, và bây giờ quay trở lại thì đã là mẹ bỉm sữa của một bé rất là kháu khỉnh rồi. Chào mừng em quay trở lại với chương trình. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho các thí sinh này. Xin trân trọng kính mời giám khảo Ý Lan. Cô Ý Lan vui quá chừng luôn để được gặp lại những khuôn mặt thân quen này và có những khuôn mặt mới đối với cô Ý Lan, là bởi vì năm ngoái cô Ý Lan đã vắng, không đến với Người Hát Tình Ca. Tức là hôm nay là lần đầu tiên cô được nghe Đam San, phải không ạ? Rồi Hùng Cường là những thí sinh của 2018. Cô nhớ y những hình ảnh cũng như cách hát của Ôn Vĩnh Quang. Và hôm nay cô nghe lại tiếng hát của Ôn Vĩnh Quang mang lại cả một trời kỷ niệm đó. Cô vẫn yêu. Nhưng hình như Ôn Vĩnh Quang hôm nay nhìn khác rồi. Cô nhìn Ôn Vĩnh Quang đẹp trai quá. Hình như là con cũng có rớt xuống thêm một số cân nữa. So với lại cái lần 2 năm trước cô cháu mình gặp nhau. Cô chúc mừng con trong cái phần trình diễn này của con. Con cảm ơn. Bây giờ trở về với Như Khánh. Khi Như Khánh cất tiếng hát, cô thấy ôi sao người đâu mà bé xíu thế kia, mà một tiếng hát lồng lộng. Cô rất thích những câu hát trong bài hát này của Như Khánh. Cô mong rằng là trong những tập tới
của chúng ta, cô vẫn được tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Như Khánh. Cảm ơn cô. Hoàng Nguyên, lại trở lại với Hoàng Nguyên. Cô nghe em hát bài hát này, em cũng có tất cả những sự sảng khoái khi em hát một bài hát mà được trở lại chào sân với người hát tình ca. Như là em nói là em đã được trở về với ký ức và kỷ niệm, coi như là không phải là một cuộc thi mà là đến đi tìm lại những hình ảnh và âm thanh kỷ niệm của năm nào. Chúc mừng em trở lại với người hát tình ca. Em cảm ơn chị. Và Hồng Cường, lần đầu tiên cô được nghe Hồng Cường hát, cô thật là không ngờ, người cao hát cũng cao mà cũng to lắm đấy chứ. Thành ra chúc mừng Hồng Cường trong phần trình diễn vừa qua, cô cho là hoàn hảo trong cái phần trình diễn của Hồng Cường. Và bây giờ người cuối cùng, Lều Phương Anh, mặc áo rất là đẹp. Và con trở lại hình ảnh của một nữ hoàng trên sân khấu. Với bài hát vừa qua, con lại cho cô nghe lại cái sự êm đềm và giọng khàn khàn của con. Cô cảm ơn con cho phần trình diễn vừa qua, rất đẹp và cô rất ưng ý. Xin cảm ơn 6 thí sinh. Cô còn nhớ năm ngoái thì là Lều Phương Anh thi lúc đang có baby. Năm nay thì Đam Sang lại có baby. Tháng thứ mấy đấy em nhỉ? Dạ, tháng thứ 6. Tháng thứ 6. Tháng thứ 6 mà bé xíu thế kia, giống cô quá ta ơi. Thành ra chúc mừng Đam Sang đang có một nhụy hoa ở trong lòng mình để mang đến một cái đời sống hạnh phúc cho Đam San và cho con về sau. Dạ, cảm ơn cô. Tức là coi như cô Y Lan có duyên với lại mẹ bầu rồi. Được nghe tiếng hát của Đam San lần đầu tiên, cô nghĩ rằng tiếng hát của Đam San rất là khỏe và dày. Người mang cái bầu 6 tháng rưỡi mà hát được như thế không phải là dễ. Bây giờ là lúc mà cái bầu nó bắt đầu lớn và nó ngăn chặn cái hơi thở của người mẹ rất là nhiều. Cô chúc mừng Đam San đã làm được cái điều tốt đẹp nhất trong phần trình diễn của mình vừa qua. Dạ, cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Y Lan. Ha ha ha.
về em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cùng nơi đây ta ngồi mưa về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn như không anh đâu hay biết. Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi, khóc theo đêm dài. Dù giờ này em biết rằng nhiều năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây. Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay. Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, dẫu anh đã bước đi theo người. Bao mang một khoát tâm hồn em vẫn đã xa rời. Giữa anh đã bước theo tình mọi người, vì anh đã hết yêu em rồi. Bóng em là lối trong chiều mưa. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca. Vừa đến với bạn Mashup Phương Thanh. Tôi ngồi dưới tôi nghe tôi nổi da gà. Tại vì sao? Những cái ca khúc này nó gắn liền với thời Nguyễn Khang còn đang đi học. Và đến khi mà bước vào trường cấp 3 thì chị Thanh lúc đó vẫn còn đang rất là nổi tiếng. Và quý vị cũng đã nhận ra rất nhiều ca khúc. Đó là Tình Xa Quốc, ca khúc Một Thời Đã Xa và ca khúc Khi Giấc Mơ Về, với phần hòa giọng của 4 gương mặt trên sân khấu. Và bây giờ thời gian bình chọn cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay. 100 quý vị khán giả, thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn các vị khán giả. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Chúng tôi xin mời người có ánh nhìn thiện cảm nhất nãy giờ nhìn Nguyên Khang, chúng ta sẽ chia sẻ trước. Xin mời anh Vũ Hà. Dạ. Chúng quý vị vừa mới khen ánh nhìn thiện cảm, anh liếc mình. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Anh ơi, anh nhìn em thiện cảm nãy giờ mà. Hai giọng hát mà anh cảm thấy ấn tượng nhất, nghe dễ chịu nhất, nhắm mắt vô là cảm thấy giống như hai ca sĩ đó đang đứng trên sân khấu hát. Cái người mà áo trắng xong rồi đứng cái khúc mà vị trí số 2 cũng tự nhiên nó sáng hơn. Hình như cái số 2 này nó hơn hay sao á, đúng không? Trời ơi, bạn hát nghe trời ơi giống đặc biệt, giống y Phương Thanh luôn. Anh rất là dễ chịu và rất là có cái cảm tình khi mà em hát. Tất cả mọi thứ, cái kỷ niệm sẽ quay về khi em hát bài hát đó. Bạn là Tân, công nhận. Tại vì bạn giọng là giọng nam, nhưng để mà hát cái giọng Hồ Ngọc Hà rất là khó. Thì bạn nghe hát rất là tự nhiên luôn và đặc biệt, rất ấn tượng. Tôi rất ấn tượng với bạn. Xin mời phần nhận xét của ca sĩ Phương Anh. Minh Phương, chính ra Phương Anh nghĩ rằng là nếu như mà bạn làm cái phần thần tượng của bạn ấy nó chưa tới được thì có thể bạn cũng giống như Đan Trang, bạn hát cái giọng thật của mình. Nên thành ra là đưa bạn vào này nó cũng hơi khó. Thế còn với Cẩm Tiên, chị cực kỳ là ấn tượng ấy. Tại vì là bạn hát từ cái cách diễn mà cảm giác như là cái khẩu hình, cái khuôn miệng cũng mở y chang chị Phương Thanh luôn. Nên là cái âm phát ra nó rất là giống nhưng mà lại rất là hay. Thực sự bạn có một cái chất giọng cũng rất là tốt đấy. Còn hai Hồ Ngọc Hà thì với Đan Trang thì Phương Anh cũng vẫn có một cái gì đấy là khen cho bạn. Khi bạn hát phần Hồ Ngọc Hà cũng rất giống, mà khi bạn hát phần bằng giọng của bạn thì cũng để lại ấn tượng rất là tốt. Còn Hồ Ngọc Hà
Không, bây giờ mình gọi Hồ Ngọc Hà đi. Cái đoạn là lên cao ấy, mình phải lưu ý khi mà có thể là giọng mình khỏe quá, cái hơi mình thừa quá mà mình không kiểm soát được thì nó làm cho giọng mình nó sẽ bay đi mất. Và tự dưng làm thành ra mình bị hát chênh. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Cả bốn bạn đều hay, nhưng mà có hai bạn hay hơn hai bạn kia một chút xíu. Bạn Minh Phương á, thì có vẻ như khi những cái lời mà bạn hát nó bị mờ, không nghe rõ lời. Còn Cẩm Tiên thì rất thoải mái. Basker Ngọc Tân á, thì tôi rất thích nghe bạn hát, nhưng mà tôi tránh, tôi không nhìn bạn, tại vì tôi nhìn cái bộ râu của bạn là tôi mất tập trung. Anh, nhưng mà bộ râu của bạn là cái người ta gọi là signature, cái người chữ ký á. Thì bởi thế. Hồi xưa em nhớ có một ca sĩ là Tuấn Anh. Đúng anh đúng không ạ? Vâng vâng. Anh cũng để râu cái dạ. Kiểu giống vậy. Dạ vâng. Bạn rất là tài năng nhé. Đến Đan Trang thì khi mà hát cái giọng thật của mình đó, có một chút nhựa nhựa, có một chút buông thả, thì đấy là cái chất của bạn. Tôi rất thích cái đó. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các cô gái rất là xinh đẹp đã hỗ trợ Quỳnh Thật trong tiết mục vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hà. Cái bài hôm nay đó là một bài hát tiết tấu vui tươi, nhưng mà chị nhìn thấy cái cách mà em uyển chuyển đó, nó chưa có nhịp nhàng cho lắm. Còn về tiếng hát của em, về cái bài hát này đó, chị thích nhất mỗi một cái câu là đi trong chiều mưa hoang, lúc mà em lên cao đó là chị thích nhất thôi. Còn những cái chỗ khác chị thấy nó có cái gì nó êm êm bình bình mà nó chưa có gọi là đặc sắc, tức là nó chưa có cái nhấn nhá. Bài này
Nó có một cái âm quãng âm cách xa lắm. Thấp thì thật rất thấp mà cao thì cũng cao. Nhưng mà em làm tốt, em nhả chữ, em ngắt câu tốt. Nếu mà bảo là để làm cho cái bài nó tròn hơn đó, thì phải xét lại cái chữ lạnh căm, phải rõ chữ đó. Và chữ tuổi xuân thì cái nốt đó thì em hát nó thành tuổi. Nếu mà cái nốt nó bắt buộc mình phải hát thì phải hát tuổi hơn, dấu huyền thay vì dấu nặng thì nó sẽ êm hơn. Chỉ có nhiều đó thôi. Cảm ơn em. Thì Vân, bạn thấy thế nào? Từ đầu chương trình tới giờ anh luôn là một thí sinh mà Vân rất là đánh giá cao về cái diễn khuôn mặt, diễn ánh mắt. Tuy nhiên là chắc là hôm nay là một cái thử thách của mình, cho nên là ánh mắt thì cũng hơi bối rối một xíu. Và đứng xung quanh nhiều cô gái đẹp quá, cho nên là tay chân của mình cũng hơi lóng ngóng. Cho nên là nếu như mà có cơ hội thì Vân nghĩ là anh nên mình theo những cái khóa ngắn, mình học về hình thể, về vũ đạo, làm sao mình giải phóng hơn. Để những cái bài tự sự mình đã chiếm được trái tim của khán giả rồi, thì những cái bài như thế này có giai điệu hơn một chút, mọi người sẽ cảm thấy thuyết phục hơn rất là nhiều. Tôi sẽ chia sẻ với ban giám khảo cũng như khán giả một cái câu chuyện cũng đáng buồn với Quỳnh Thật ngày hôm nay thưa quý vị. Từ xưa giờ quý vị thấy Quỳnh Thật đi hát á, là bao giờ cũng có mẹ thay ủng hộ hết. Và bao giờ trước khi đi hát cũng có mẹ nhắn nhủ và chia sẻ. Nhưng ngày hôm nay thì không còn mẹ nữa thưa quý vị. Mẹ Quỳnh Thật đã mất cách đây thời gian cũng mới đây thôi quý vị. Đó là một nỗi buồn mà có thể ngày hôm nay nó cũng dai dẳng theo Quỳnh Thật ha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mẹ của Quỳnh Thật nó chính suối cũng tự hào về con của mình, cũng đã một phần nào đó chinh phục được trái tim khán giả âm nhạc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho Quỳnh Thật. Sao em
thương đôi mắt nhỏ anh buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mãi mãi dần hơn. Vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Dương ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thầm. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ. Quý vị biết không, bà Hoàng Long là quê Sóc Trăng á, nhờ ăn bánh bía với bún nước lèo hát hay vậy đó. Bài hát thì chị thấy là nó rất là hợp với cái chất giọng của em. Đúng là chất giọng của em để hát bolero đó. Ngoài cái nhã chữ nó tròn trịa mà nhịp nhàng em đều. Và chị thích nhất là cái câu coda của em. Em hát với cái giọng gió nhưng mà nghe nó vẫn dày và nó rất là tình cảm. Nó đặc biệt cái chỗ là mấy cái chỗ mà bạn nghẹn á, nghe nó cảm xúc lắm. Đúng ra nếu mà mình hát phòng thu á thì nó rất là dễ. Nhưng mà mình hát live á, mấy chỗ đó mà hát để người ta nghe được, đó cũng là một cái sự khéo léo và của bạn. Và bổ sung một chút xíu nữa, cảm ơn Việt đã nhắc nhở là cái chữ thì thầm của em, chị nghe nó rất là thổn thức. Cảm xúc của em trong bài hát rất là tốt. Em nhập tâm vào bài hát rất là tốt. Chỉ có điều là cái khoảng cách của cái mic nữa em phải điều chỉnh nữa, xử lý cái mic nữa. Bởi vì em để rất là gần, cho nên những cái chỗ gần nhất nó ấm, nó đẹp lắm. Nhưng mà khi em lên cao, em để sát quá nó sẽ bị gắt. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu.